what's up? Hello 500 anh em nha. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Play Together. Yeah. Thì mấy bạn biết không, có mấy bạn fan nó kêu tôi á nha, là anh Phong ơi, cái nhà của anh Phong rộng như thế này nè, đẹp như thế này nè, thì anh Phong nên xây cho chị Sam một cái phòng riêng ở trong nhà của anh Phong đó. Chị Sam một cái phòng, anh Phong cái phòng, sống chung với nhau nó mới vui đấy. Sam thấy hợp lý không? Hợp lý, lúc nào tôi qua nhà ông chơi là tôi có thể có phòng ngủ đó, hợp lý. Là hôm nay có clip chờ gọi là trang trí hả? Đúng rồi, ngày hôm nay mình sẽ quay clip trang trí cùng với nhau nha. Ơ nhưng mà các bạn biết không, hiện tại ở trong Play Together nó mới ra một cái phần này rất là hay, đó chính là có thể mời bạn bè vào để trang trí nhà cùng với chúng ta. Đây bạn thấy không? Đó, chúng ta có thể mời được rất nhiều bạn bè vào đây luôn. Nhưng mà có một cái điều như thế này, đó chính là mình phải tốn 100 kim cương mới mời bạn vô được. Trời ơi, nhiều vậy. Cái gì? 100 kim cương để mời một người bạn vô hả? Trời đúng ơi, rồi. Phí tiền của vậy? Có tiền không. Đâu ra? Không phí đâu, không phí đâu. Mình mời bạn bè vô, mình chơi chung nhau vui mà, đúng không? Có 100 kim cương thôi chứ nhiêu. Mày một khoan, 100 kim cương cũng nhiều rồi nha. Ủa mà Phong ơi, bây giờ tụi mình trang trí phòng là phải có tiền chứ. Mà tiền đâu, không có tiền không? Ủa tiền, ừ ha. Tính ra mình trang trí phòng á nha, là mình phải có tivi, tủ lạnh, máy tính, giường ngủ, đủ thứ hết trơn. Mà bây giờ không có tiền hả? Hello Caron nha. Gì đó, bạn vô phòng mình làm gì vậy? Không biết là bạn có tiền không nhờ? Tiền á? Không, không có tiền đâu bạn ơi. Có mà. Có gì đâu, trời có ơi mà. Có không có túi. Có gì đâu, cái gì vậy? Bạn làm cái gì á? Làm gì mà có tiền á? Trời ơi. Khó quá, tại giờ không có tiền hả? Đúng rồi. Ơ nhưng mà khoan, từ từ, có gì đây? À, mình có mấy con iPhone 15 này, mình chuẩn bị đăng bài đi bán đó. Cái gì vậy? Bạn nhập iPhone 15 về để bán hả? Đúng rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 5 con. Trời ơi, 5 con iPhone 15 này chắc phải cả 100 triệu luôn các bạn. Không. Ê, bỏ xuống, mày làm gì vậy? Điện thoại mình mắc tiền lắm, điện thoại này là mình để đi bán cho khách hàng, mày hiểu không? Ừ thì biết rồi, nhưng mà từ cho mình hỏi cái điện thoại này giờ giá bao nhiêu nha? Chắc cũng mấy chục triệu. Mấy chục triệu hả? Mấy chục triệu mà bây giờ bán thì chắc cũng được nhiều nha. Ừ, chung cũng được á. Con giòi bay kìa. Hả? Cái gì đâu? Cái gì đâu? Wow! Quá đơn giản luôn anh em ơi, chỉ cần vô phòng Caron lấy cái iPhone đem đi bán tới là có tiền rồi. Trời ơi, Caron mà biết là Caron nghỉ chơi ông luôn tin không? Trời ơi, có gì đâu nghỉ chơi. Không sao đâu, Caron bình thường mà. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mời Sammy vào đây để chơi cùng với mình nha. 100 kim cương gì? Quá đơn giản. Ok, đây là lần đầu bạn mời bạn vào cho chơi. Ủa, sao có con NPC này vậy? Trời ơi, tôi cứ tưởng là bạn cùng phòng, có nghĩa là mình sẽ mời bạn bè của mình vô chơi chung, ai dè đó nó chỉ chịu hồi được có mỗi con NPC với bạn ơi. Tào lao thiệt chứ. Thôi được rồi, bây giờ là Phong trang trí nhà rồi, Sammy gọi là trang trí cùng với Phong đi, chứ bây giờ là Phong không mời Sam vô được rồi, tốn tiền thiệt sự. Trời ơi, mệt ghê. Trời, cái này xin lỗi bạn nha, tôi không biết nha, cái này thông cảm. Rồi bây giờ nè, Sammy nè, tôi đang tính là tôi sẽ chừa cho Sam cái căn phòng bên dưới nè, Sam thấy sao? Rồi được á. Nhưng mà nó không có màu hồng, rất màu hồng. Tôi thích màu hồng mặc hả? Đồ màu hồng. Ê, mà khoan, từ từ. Cái phòng này tôi thấy nó hơi nhỏ nha. Từ từ, tôi nhớ là ở trên đây là chúng ta có một cái lầu này. Tôi leo lên lầu, tôi xem ở trên lầu có cái phòng nào khác không. Chứ cái phòng ở bên dưới nó hơi nhỏ bạn ạ. Mà nhà nhỏ quá thì ở nó không thoải mái. Để xem coi. Cái phòng này có vẻ ok hơn nè Sam. Rộng hơn nè. Ok, có vẻ rộng hơn miếng đó rồi, bạn. Bây giờ nha, cái phòng bên này sẽ là phòng của Sammy. Còn cái phòng bên này tôi thấy còn dư một phòng nè. Phòng bên đây là phòng của tôi được không? Trời ơi, cái phòng view biển đẹp dữ ha. Trời phòng ơi, tôi quá view đã biển luôn. Ui khoan từ, ở trong đây tôi còn có thêm luôn. Thêm cái phòng để làm toilet nữa nè. Thôi, đã quá vậy. Tôi là chủ nhà mà, cho nên nhường tôi phòng này được không? Ok, nhưng mà ông lấy đi, tôi chịu vô đây, tôi ở ké nhà ông thôi, có gì đâu. Đúng rồi, hôm nay là Phong sẽ tự bỏ tiền ra để gọi là làm phòng cho Sammy luôn nha các bạn nha. Sammy không tốn một đồng nào luôn. Đấy, ok rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí nhà nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải xây nền nhà trước. Thì Sammy muốn cái nền nhà màu gì? Nền nhà nó màu hồng dễ thương. Hồng dễ thương hả? Màu này được không? Được, tôi chịu. Chịu hả? Chịu luôn hả? Hay là Phong thấy có màu này nó là kẹo nè, nhìn dễ thương hơn nè. Màu kẹo tung, kẹo này hả? Kẹo thấy đâu? Hay là màu hồng này được không? Sao thấy màu hồng này cũng dễ thương nè. Màu này thấy ghê quá, cái gì mà giống cái tạc sơn nhà người ta vậy? Rồi, vậy thì lấy màu này nha. Rồi ok, okay. Vậy là bây giờ Sammy đã bích màu này nha bạn. Rồi tiếp theo là cái tường nè, Sammy muốn cái tường màu gì ha? Cái tường màu nó còn màu nhẹ hơn đó, tường là màu nhẹ, trắng hồng đó. Trắng hồng. Trắng hồng hả? Tôi thấy có cái này cái tim nè được không? Ui trời. Nhức mắt
lắm chị ơi, nó nhức mắt. Mấy bạn coi nữa, bạn thêm cái này vô bức tường nó lấp lánh mấy trái tim. Nhìn nhức mắt lắm Phong ơi, thôi tôi không. Nhức mắt lắm hả? Vậy thì thấy cái hoa này được không? Thấy hoa này dễ thương nè. Không, tôi không thích. Không hả? Tôi quét quà vậy. Trời ơi. Sammy khó tính đó nha, đã miễn phí rồi còn khó tính nữa. Để xem coi, cái này được không? Không, cái này không luôn, nhìn nó xấu, tôi không thích. Trời ơi, sao Sammy khó vậy ta? Vậy thì để xem coi, cái này được không? Cái này hả? Ờ cũng được nè, nó dày nhạt như này nè, đó, tôi thích cái này nè. À rồi, ok, ok, Sammy thích này đúng không? Rồi, chốt cái tường này nha. Rồi, tiếp theo á, đã là một YouTuber thì chúng ta sẽ cần cái gì? Bạn cần máy tính đúng không? Cần máy tính, đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái giường ngủ nha. Thấy tào lao không? Cái gì vậy? Ông làm xong cái phòng tôi rồi hả? Giỡn các bạn thôi, chứ cái máy tính bọn mình sẽ làm sao nha các bạn. Còn cái giờ chúng ta phải tìm đến cái giường ngủ trước nào. Giường ngủ màu này được không Sam? Không, không chịu. Giường ngủ này quá đơn giản. Tôi không thích. Quá đơn giản hả? Trời ơi, bà này không khó tính quá. Trời ơi, giường là chỗ rẻ rẻ đi. Trời ơi, giường đắt quá. Giường này 300 kiếm cơ. Sao tôi gọi là tôi thấy nó đắt và không đẹp nhất là cái giường này đi chứ. Thấy chưa, cái giường này nó rẻ và màu đẹp với bạn đúng không? Chốt được. Rồi ok, chốt cái giường này đúng không? Rồi vậy thì Phong sẽ xóa ông cái giường này đi. Ông nhớ tôi thích màu gì không? Rồi Sam thích màu hồng đúng không? Rồi ok. Đúng rồi, đa mã màu hồng nè. Cái giường thì Phong sẽ để nó ở giữa này ha, ở giữa phòng vậy đi ha. Đó nằm được, ở giữa nè. Được. Rồi. Ok. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ tính đến cái giường cái gì ta, cái tủ ở kế bên mấy cái phòng của mấy bạn nữ là hay có mấy tủ nè. Đây cái tủ này dễ thương nè. Đẹp quá vậy. Lấy đẹp nha. Lấy tủ này ha. Đẹp kiểu để ngồi trang điểm hoặc là học bài gì đó. Ừ kiểu vậy. Ở bên này thì mình sẽ cho Sam thêm một cái tủ quần áo nữa. Đây cái tủ quần áo này nè. Đây. Không, tủ quần áo này dành cho Dracula mà. Macaron kìa, không thấy hả? Ủa gì? Cái này tủ quần áo cho Macaron hả? Ờ, nhìn kìa, hai cái răng nanh dưới kìa. Tủ này được không? Rồi, có trái tim mà không? Ok rồi, để cái tủ này bên đây cho Sam. Bà Sam này bà khó tính lắm mấy bạn ơi. Rồi, tôi sẽ cho Sammy thêm một cái tủ sách ở bên đây để Sammy có thể lấy sách ra Sammy đọc. Ok, thấy tâm lý đó. Rồi, tâm lý đó. Tâm lý không? Trời, Phong mà, Phong tâm lý ai tâm lý? Bạn trai Sam mà. Ê Sam ơi, Phong thấy có cái bàn này mới đúng là bàn make up nè Sam. Bàn này mày bàn make up dành cho con gái nè. Đó. Dễ thương nè, được không? Ôi, đẹp dữ vậy. Ok, nó có trái tim tôi lấy nha. Ok ok, rồi vậy Phong sẽ để các bạn ở bên đây. Kế bên cái tủ màu hồng luôn. Nó hộp luôn á, hộp rơ luôn các bạn. Rồi, vậy phải thêm cái ghế nữa ha. Cái ghế make up thôi, lấy cái ghế nhỏ nhỏ vậy đi cho nó bé bé xinh xinh nè. Đó. Ghế màu hồng, ghế màu hồng. Thôi mà, tiết kiệm giùm Phong xíu đi. Mình lấy cái ghế này được rồi, hiểu không? Mình ngồi cái ghế này nó hợp hơn, hiểu không? Đó. Được mà. Rồi ok. Rồi ok, bên này thì mình sẽ bỏ thêm cho Sam một cái chậu hoa. Mình thấy bên này còn trống nè, mình sẽ để cho Sam một cái chậu hoa nha. Thì con gái thì chắc là mình sẽ lựa cái hoa gì đó cho nó dễ thương xíu mấy bạn ạ. Xong, trời ơi, nguyên một cái ngọn núi có cái cây ở phía trên, quá đẹp luôn Sam ơi, nhìn đẹp Sam. Cái này là cái gì đây? Ông chở mặt với tôi à? Để nguyên cái thác trong phòng tôi thì không à? Ai mà tắm ở đây hả? Thôi, được rồi, trời ơi, Sammy không biết gì hết trơn, để thét ở trong nhà, sẵn mình câu cá cái kiểu nó thích hơn. Trời, thôi được rồi, bà Sam này bà khó tính quá mấy bạn ơi, thôi, tôi lấy cái khác cho bà vậy. Rồi, bây giờ tôi thay cho bà bằng cái chậu cây bé bé xinh xinh gì, nó ok chưa? Ok, ô văn kè đó, thấy ổn rồi đó. Rồi, ok, phải cái chậu bé bà mới chịu nha, bạn nha, phải dễ thương, phải cute, hiểu không? Đấy, rồi, ở bên này là giường ngủ rồi nè, khoan từ, bình thường không nhớ là ở bên dưới cái giường nó hay có cái thảm ở dưới giường á, mình nên mua cái thảm nha. Đúng rồi, có cái thảm nào gọi là chùi chân chó đẹp cho những đây, thảm này được không? Dễ thương nè Sam. Không, thảm con này, tôi thích con này đâu. Nhưng mà Phong thấy con này dễ thương mà. Ông thấy ông thích thì ông mua đi, tôi đâu không mua đâu. Trời ơi. Không chịu. Rồi không chịu đúng không? Vậy chứ bây giờ Sam chọn thảm nào nè, Sam nhìn đi, Sam nhìn đi, Sam chọn thảm nào? Này hả? Hay là cái này? Rồi, đúng rồi, cái thảm trái tim màu hồng này nó bé tí tẹo à, không có dừa, không có để dừa dưới cái giường, hiểu không? Đây để Phong làm cho Sam, để Phong thiết kế cho Sam nè. Đây, mình dùng bằng cái thảm này đi, nó hợp lý nè, mình sẽ để bên dưới cái giường, hiểu không? Đó, thấy chưa? Để cái thảm màu hồng vô là đẹp liền. Đấy, ok. Đẹp quá à. Rồi, bên này sẽ là giường ngủ của Sam nè. Rồi, còn bên này thì Phong nghĩ rằng Phong sẽ làm cho Sam một cái chỗ để Sam ngồi uống trà, ăn bánh cái kiểu bên này được không? Cũng được á, tôi thích uống trà ăn bánh lắm. Đó, okay. Vậy cái là y chang công chúa vậy đó bạn. Vậy thì bây giờ trước tiên nha, chúng ta sẽ cần phải tìm cho Sam một cái ghế nào đó mà Sam phải thật là thích. Và bây giờ tôi biết Sammy thích cái ghế nào đây nè. Đây, bảo đảm Sam thích luôn. Đây. Đây. Ghế cá mập. Ghế hình cá mập. Ok chưa? Ok. Rồi, mình sẽ để cái ghế hình cá mập ở bên này. Không hiểu sao bà Sam bà con gái mà bà lại thích cá mập hả bạn ha? Kiểu mạnh mẽ á bạn. Nếu không biết là cái ghế này tôi có ngoài đời luôn. Ông muốn tôi khoe không? Tôi có ghế này ngoài đời. Đâu đâu, Sam lấy cái ghế ra khoe cho bạn coi. Đây bạn, ghế này. Chan 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 chan. Y chang luôn, cái ghế này y
giờ luôn các bạn, nhìn nè. Dễ thương dữ ta. Rồi quá là đẹp luôn. Nói chung là Sammy với bạn, cái gì riêng về cá mập là trong phòng bả là không thiếu cái nào hết trơn á. Rồi có cái bàn thì tôi sẽ để cái bàn hình con rùa đi ha, cho nó cute. Cute dễ sợ. Rồi đó, ok. Rồi bây giờ thì mình còn dư một vài món đồ trang trí, thì mình sẽ để cho Sam một cái đèn lấp lánh ở bên này để cho nhìn cho nó lấp lánh. Đây đây Sam nhìn nè, Sam nhìn cái đèn này nha. Mình để cái đèn này nè ở chỗ này nè. Một tí nữa mình bật lên nha là nó sáng lấp lánh đẹp lắm. Ồ trời ơi, đèn gì đã vậy? Tôi mua tốn tiền lắm đó. Rồi, nói chung là chỗ ngồi thì xong rồi nè. Bây giờ bên này thì chắc là cho một cái tủ lạnh để đựng đồ ăn, không, một cái tủ đựng đồ ăn mới đúng chứ không phải tủ lạnh. Có cái tủ nào mà nó có đựng bánh kem đồ kiểu không ta? Đây nè, 29 kim cương là sẽ được một cái tủ bánh mì như thế này. Trời ơi, nhìn đã dữ vậy trời ơi. Nhìn đẹp tôi nha, nhìn đẹp nhà, nha. Cái nhà tôi mà tôi đựng siêu thị luôn ấy mà. Quá trời. Rồi, để đây nè, thêm cái này nữa. Chưa hết, Sammy sẽ bất ngờ. Tôi sẽ cho Sam thêm một cái tủ lạnh màu hồng nữa để cho Sammy gọi là để đồ ăn. Tủ lạnh màu hồng, trời ơi. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải cần đến một cái máy pha chế cà phê ở đây đó. Hợp lý không? Bây giờ là nhìn thấy là đẹp vậy ha Sam. Tôi nghĩ là cái phòng này là quá trời dễ thương và xinh đẹp nữa. Thích quá à. Thích nhỉ? Trời, chưa gì mà đã thích rồi, còn thiếu nhiều thứ lắm. Đây bây giờ nha, Phong sẽ thanh toán trước đi. Thôi tí nữa lỡ mà lỗi game hay gì xóa hết. Cái gì vậy? Nhiều tiền quá vậy? Ê chết rồi bạn ơi, bây giờ nha là tôi mới vừa mua tiền rồi, nhưng mà tôi phải thoát ra ngoài thì tôi mới có thể nhận được tiền. Mà bây giờ thoát ra thì nó sẽ xóa hết mấy cái đồ này. Thôi, chấp nhận thoát vậy. Bị mất hết trơn, trời ơi. Rồi hộp thư đâu? Trời ơi, hộp thư chỗ nào? Bà qua điện thoại, trời ơi, ông này chơi rồi, hộp thư, kéo xuống. Ok, được rồi, bây giờ mua nha anh em. Trời ơi, hồi nãy bấm cái nó biến mất hết, tôi đau tim muốn chết. Đó, rồi xong rồi nha Sam. Bây giờ gì chưa xong, chỉ mới xong ngay phòng ngủ thôi Sam ơi. Đây nè, tiếp theo nha, chúng ta sẽ trang trí cho Sam một cái dàn PC nằm ở bên chỗ này, được không? PC à, ok, chốt đơn. Rồi, chốt đơn nha, ok. Trước tiên thì chúng ta cần phải kiếm cho Sam một cái bàn để PC lên. Tiếp tục vẫn là bàn màu hồng đúng không Sam? Đúng rồi. Ok, bàn màu hồng. Nhưng mà ở trong đây bây giờ bàn màu hồng á là có mỗi cái bàn tròn tròn nè. Mà bàn tròn tròn này sao mà để cái máy tính lên được? Thôi, bàn màu trắng thì để PC cũng được đó. Bàn màu trắng đi. Ok, đây, bàn màu trắng thì tôi có cái bàn này. Đó, bàn này là hộp để PC lên nè. Có cây đồ luôn kìa. Có bàn phím luôn kìa. Có bàn phím chuột sẵn rồi luôn. Đây, để đây một cái màn hình. Rồi, ok. Trời ơi, cái màn hình siêu công luôn á trời. Siêu công luôn, màn hình siêu đẹp luôn mà. Đây, thêm một cái thùng PC nữa. Hai cái cây luôn à. Hai cái thùng PC luôn rồi. Trời ơi, chạy nổ CPU luôn. Rồi, tôi có thêm cái nút bạc cho Sam nữa nè Sam. Trời ơi, nút ghê bạc không? Luôn. Nút bạc của Play Together nha bạn. Cái này á là chỉ có ai mà gọi là có được nhiều theo dõi hay là yêu thích gì mới được cả nha. Nhưng mà thôi, tôi sẽ nhường cho Sam. Tôi sẽ gắn ở đây cho Sam cho đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là chọn ghế nè. Bàn thì bàn màu trắng rồi, nhưng mà ghế tất nhiên phải là ghế màu hồng, đúng không? Đây. Chính xác. Tại vì là không có cái bàn màu hồng thôi. Chứ nếu mà có bàn màu hồng là Sammy bắt mình đổi bàn màu hồng liền luôn các bạn. Ok, cái ghế màu hồng nè. Ở chỗ này là tôi có mấy cái kệ sách hình con cá nè. Sam muốn lấy kệ sách này không? Thôi cũng được, cái thấy dễ thương. Tại vì nó cũng là cá nên thôi kìa. Tôi thấy cái kệ sách là dễ thương nè. Mình để chỗ nhìn này nè. Đó. Chiêu kìa. Nhìn mặt nó nhìn cười không? Nhìn cái mặt nó kiểu chiêu chiêu hả? Nhiều đó. Rồi cho thêm hai con sứa màu hồng ở đây nè. Sam thích màu hồng, tôi cho hết màu hồng luôn. Rồi để ngay đây. Đúng rồi, Sam là cá mập, Phong là cá heo. Thì cái phòng chúng ta phải có tí cá xíu phải không? Đây, tôi sẽ cho Sam thêm một cái thảm lót. Cái này là hồi nãy Sam kêu là bà hộp vô. Đây, bà hộp vô. Đây, bây giờ tôi sẽ cho Sam thêm một cái thảm hình trái tim. Hồi nãy Sam kêu Sam thích thảm này đúng không? Đây, cái thảm này mình đúng để rồi. Mình để bên dưới thùng PC là hợp lý. Đó, để bên dưới này là hợp lý nè. Rồi, cho Sam thêm một cái máy chơi game ở kế bên. Trời ơi, đúng chất game thủ luôn nha. Chơi game trên máy tính không chịu chơi đây luôn. Đúng rồi, đã có cái máy chơi game thì chúng ta phải thêm những cái gì đó dễ thương vô xíu. Ví dụ như cái này. Nhìn nó công chúa tiền nha. Nhìn nó công chúa, nhìn là thấy đắt tiền đúng không Sam? Cái này hơi bị nhiều tiền nha. Thì nhìn thôi, thấy đắt tiền thật. Đúng rồi, giờ là Phong mà Phong trang trí cho Sam cái nhà này là Phong tốn nhiều tiền đó, cho nên là Sam phải hứa là thương Phong suốt đời đó. Ở chỗ này tôi có thấy thêm mấy cái kiểu như là cầu trượt đồ kiểu này, Sam có thích không? Tôi để trong phòng trang trí cho Sam. Không, cầu trượt là trong phòng nhà tôi có rồi, nhìn muốn chán rồi đó. Tôi có rồi. Phong thấy ở chỗ này nó còn một cái chỗ trống ở chỗ này nữa bạn, thì mình nghĩ rằng là tôi sẽ làm cho Sam một cái chuồng của bé bông bé cam ở chỗ này đó, để Sam có thể nuôi bé bông bé cam trong đây được không Sam? Nuôi hả? Đúng rồi. Tôi nuôi bé bông bé cam để cho cái
cái chỗ đưa thú cưng các bạn. Đây, à, tôi có hai cái chậu nhỏ nè, hai chậu nhỏ nè để bé bông bé cam lên được nè. Màu hồng nữa chứ. Đúng rồi, màu hồng đó. Rồi ok, bây giờ là mình mua luôn nha các bạn. 94 kim cương hả? Rẻ, mua luôn. Trời ơi, à, ok chốt bây giờ thành công. Đấy, thấy chưa? Bỏ bé bông vô đây là bé bông có thể chạy nhảy trong đây vui chơi thỏa thích các bạn hiểu không? Đấy, ok. Dễ thương quá à. Tí nữa Sam lên Sam bỏ bé cam bên này nha. Rồi. Ok. Ok, rồi. Còn thiếu cái gì đúng không ta? Sao mà thấy nó vẫn thiếu nha. Ở bên này. Còn ta. Đây, tôi có cái này cho Sam. Từ từ, đợi xíu. Tôi mới vừa rút thăm trúng thưởng và tôi trúng được một cái này rất là đẹp. Trời ơi. Trời. Nguyên một cái giường ngủ. Nguyên cái đầu cá mập. Nguyên cái đầu cá mập mấy bạn ơi. Trời ơi, người ta chung cái đầu cá mập. Cái này là vô dọa ma người ta hay cái gì đây? Đâu có dọa ma gì đâu. Cái này là cái giường ngủ đó. Mình có thể vô mình nằm ngủ được đó Sam. Trời ơi, nhìn mấy con răng kìa. Nhìn cái răng thôi nhìn thấy sợ luôn á. Sợ rung người luôn á. Sao mà tôi thấy nó vẫn còn thiếu thiếu cái gì ta? Mấy bạn thiếu nghĩ rằng là nó thiếu cái gì thì mấy bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Chứ tôi là tôi thấy nó vẫn chưa đủ đâu. Tôi là cái tính tôi khó chịu lắm. Thấy thiếu thiếu là tôi khó chịu lắm. Đây đây, tôi có cái đầy bảo đảm Sam sẽ thích. Đây nè. Đúng rồi, tôi sẽ làm cho Sam một cái chữ Sammy thật là đẹp. Đây, chữ S nè, rồi chữ A nè, rồi hai chữ M nè. Rồi thêm chữ Y, đâu rồi, chữ Y đâu rồi. Đây, chữ Y đây. Rồi, bây giờ mình sẽ xếp mấy cái chữ này lên. Lên, hợp lý, wow. Tôi sẽ để chữ Y ở đây. Này, xong ngay cái chữ Sammy wow, à. Nhìn thật quá. Rồi rồi ok, bây giờ tôi sẽ bấm nút lưu lại nè. Ok, không tốn nhiều tiền hết bạn ạ. Đấy, thấy không? Bây giờ nè, ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái bàn máy tính của Sammy. Chúng ta có thể lên đây để ngồi dưới đây làm việc nó bấm máy tính cái kiểu, nhưng mà hình như là tôi hơi mập quá, tôi ngồi nhìn nó muốn gãy ghê. Trời ơi, cái này gãy cho tôi thôi, ông không cần đâu. Rồi, ở bên này thì chúng ta sẽ có thêm cái giường ngủ cho Sam nằm ngủ nếu như Sam mệt nè, thấy không? Nè, nằm ngủ ở đây được. Nhìn thấy ghê quá. Không thích ngủ bên đó thì mình có thể qua bên giường công chúa bên này mình ngủ. Tôi biết Sammy thiếu gì, Sammy biết không? Đó chính là tủ quần áo. Thôi, con gái thì phải cần cái tủ quần áo, con gái mặc nhiều đồ đẹp lắm đúng không? Trời. Ở trong đây có bồn tắm công chúa nè Sam. Trời hay ơi, là, tắm mà. Hay là để Phong thiết kế cho Sam cái bồn tắm trong nhà được. Thôi, không cần mượn. Ủa cái gì đây? Ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Một cái sân khấu cầu vồng hả? Ủa cái này dễ thương nè Sam. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Cũng được, đẹp quá, đẹp thì đẹp. Tôi thấy để ở bên đây là đẹp nè. Đây đây đây. Đó, để bên này đẹp nè. Trời, làm cái sân khấu cho Sammy lên đây. Sammy gọi là hát nhảy hiểu không? Karaoke được. Karaoke được kiểu đúng rồi. Rồi, thêm cho mấy cái đèn ba rồi pháo hoa được kiểu đó nè. Này, đèn nhấp nhô giống như sắp sinh. Đúng rồi, đèn sắp sinh rồi đó nè. Đó. Trời ơi, đầu tư quá. Phong mà. Wow. 3, 2, 1, vô. Đấy. 3, 2, 3, 2, 1, vô. Rồi, xong. Đó, đây là cái sân khấu cho Sammy nè. Bạn thấy đầu tư của bạn có dàn loa nè, thấy không? Có thêm mấy cái đèn lấp lánh ở đằng sau nè. Quá đẹp luôn. 82 kim cương hả? À? Mua luôn. Rồi. Trời ơi, nhà giàu quá à. Nhìn ghen tỉ luôn á. Rồi, ui, tính ra cái phòng của Sam nhìn đúng đẹp luôn á. Sam nhìn xung quanh nè. Wow, quá đẹp luôn. Mười điểm. Ở giữa nhà này tôi nghĩ là nên cho một cái thảm ở giữa nhà đi, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Sammy yên tâm, Sammy đừng có tiếc tiền hiểu không? Ủa, mọi thứ của Sam, mọi thứ của Sam Phong lo hết, Sam yên tâm. Đây, cái thảm màu hồng này có vẻ là hợp ý Sam nè, đấy. Rồi, thêm cái thảm vô giữa nhà nữa là hơi bị đẹp luôn nha mấy đi. Trời ơi, nhìn cái phòng là giống kiểu như cô gái yêu màu hồng ghét sự giả dối vậy. Sắp tới nha, chuẩn bị tới lượt trang trí phòng cho tôi. Sammy sẽ phải bỏ tiền ra để mua đồ trang trí phòng cho tôi đó mấy bạn. Đó. Rồi đó, thêm cái thảm ở giữa nè. Bây giờ là còn bên này là còn trống nè. Thêm cái tủ quần áo nữa là hợp lý luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, đúng là người giàu tiêu tiền của khác ha. Thích gì là tiêu nấy. Ở trong Play Together có tủ quần áo không ta? Có cái tủ quần áo nào đẹp đẹp không? Kiểu tủ quần áo cho con gái á. Trời ơi, xong có cái tủ nữa vậy? Tủ quần áo, nè. Ồ, công chúa Sakura. Được, rồi xếp cái tủ quần áo này qua đây nè. Cái tủ này thì qua bên đây. Xong, đấy, xong. Đó, được chưa Sam? Xin thấy tủ quần áo gì được chưa? Tôi nghĩ là 10 điểm mà Phong ơi, bây giờ ông xây nữa là tôi không biết tiền đâu ra Phong ơi, tôi thật luôn, sắp nghèo rồi đó. Không có nghèo đâu, 36 ngàn tiền hả? Từ 36 ngàn tiền tôi mua cái nào cho hợp lý ra. Tiền ông rớt từ luôn á. Tôi hết tiền luôn rồi Sam ơi. Đó rồi, ông hết tiền đâu, không còn tiền đâu. Tôi còn có 34 kim cương à. Tiền đâu mua hả? Sao mày nói gì vậy? Nạp vô mua. Trời ơi, giàu quá. Phong sẽ nạp 500 ngàn. Rồi xong, nạp 500 ngàn, thành công. Đấy, đơn giản mấy bạn ơi. Ok.
mở hộp thư lên nè, nhận 500 kim cương nè, đấy. Trời ơi, đúng là người gọi là đại gia. Rồi, bây giờ thì từ từ để coi coi nãy là bao nhiêu cần nhiều. 36.000 gọi là tiền hả? 36.600. Cái này là 28.000 nè. Ok, mua cái này 28.000. Mua. Trời ơi. Là mình đã được 29.000 rồi, vậy là mình sẽ phải mua thêm một cái này nữa. Mua. Đó, mình được 43.000 tiền. Xong, mua. Trời ơi, mua hàng thành công. Hoàn tất chỉnh sửa. À. Quá dữ. Ok, và xin giới thiệu với bạn, đây chính là căn phòng mà mình đã thiết kế nguyên một buổi từ nãy giờ, chắc phải nửa tiếng đồng hồ để thiết kế cho Sam một cái nhà như thế này. Đó, bạn thấy đẹp của bạn đó, bên đây là giường ngủ nè. Khoan từ từ, bây giờ nha, tôi sẽ gọi là bật cái nhà lên để cho Sammy nhìn nó lấp lánh ánh kim cương này nha. Okay. Mở tất cả lên nè, đấy. Có đèn laser chiếu nè Sam. Trời ơi, vô phòng mà tưởng gọi là nguyên một cái gọi là nơi để quẩy nhạc các bạn. Có mấy cái loa kế bên nè, mà loa này mở được nhạc nha Sam nha, chứ phải không được đâu nha. Bên này nha, thì sẽ chúng ta sẽ có hai cái đèn lấp lánh, đó, lấp lánh đẹp không? Chiếu, đó, để nhìn hào quang tỏa ra của nhân vật chính đó các bạn. Đúng rồi. Rồi còn ở bên này chính là dàn PC của Sam, cũng có hai cái đèn ở hai bên nó cũng đang sáng nè bạn, rất là đẹp luôn á. Nói chung là đây là cái phòng mà tôi đã thiết kế cho Sammy thành công rồi. Thì các bạn chấm cho cái phòng này được bao nhiêu điểm thì hãy comment xuống bên dưới tôi biết nha. Còn Sammy chấm được nhiều điểm sao? Đây là cái căn phòng màu hồng lần đầu tiên tôi thấy là vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức, rồi nó tốn quá tốn nhiều đâu. Là tôi sẽ cho nó 10 điểm. Nó quá trời là một cái phong cận rồi. Đó. Rồi, ok, đó nói chung là tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết cho Sam rồi. Và nếu như bạn nào mà muốn tập sâu, Sammy sẽ phải bỏ tiền ra để trang trí phòng lại cho Phong á các bạn ấy. Hãy bấm nút like video nha. Nếu video này đạt được tầm 5.000 like thì Sammy sẽ phải trang trí phòng cho Phong nha. À ok, đây là phòng của Phong nè. Phòng hơi rộng nha Sam. Phòng rộng mà. Còn phải mua thêm toilet đồ kiểu cho Phong nữa nha. Đây nè, trong đây nè. Anh xui gì, phải mua nha các bạn nhớ like nha bạn. Các bạn đừng có mà gọi là thương chị Sam quá. Bạn không like là chết tôi á, bạn phải like nha. Tại chị Sam, lấy tiền của mình đó bạn. Sam lấy tiền của mình đó bạn. Bạn nhớ nha, bạn giúp mình nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mấy bạn thích video này, đừng quên bấm like để Sammy trang trí phòng cho Phong. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Ơi khoan, từ tôi gần 4 triệu sub rồi anh em, chỉ còn có 10.000 người đăng ký thôi. Nhớ đăng ký cho tôi nha, tôi sẽ livestream ăn mừng 4 triệu sub nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye.